xin giới thiệu với các bạn, đây là cái mẫu cầu các răng phanh dầu, phanh đĩa. Cái ưu điểm của cái dòng phanh dầu, phanh đĩa này thì thứ nhất là phanh nó nhẹ nhàng, nó có thể dùng tay, dùng chân, nó rất là nhẹ, rất là ăn. Về một cái mặt nào đó thì cái phanh đĩa này nó an toàn hơn rất là nhiều so với phanh cơ. Đối với cái dòng cầu các đăng này thì bên mình có các cỡ 70, 80, 90, 1m, 1m1, 1m2, 1m3 và 1m4 đều có phanh dầu. Kim ốc của nó là vuông 7 chéo 10. Tuy nhiên thì nếu như các bạn có nhu cầu đặt cái loại kim ốc này vuông 8 chéo 11 đều có. Lưu ý là vuông 8 chéo 11 nhé. Còn nó có một loại nữa là nó tầm 8,1 và chéo của nó là 11,4 các bạn nhé. Đấy, thì nó sẽ khác nhau. Còn cái loại chéo 8-11 mà ốc M10 dùng cho bánh ATV ấy, thì là có. Còn cái loại 10 mà đo chéo là 11,4 ấy, thì mình không có đâu. Đối với một số những cái dòng bánh tải ấy, thì nó có cái loại ốc đấy. Và kích thước của nó là 8,1 nhân với lại 11,4. Đấy, nó như vậy. Còn cái loại 8 và 11 thì mình có. Loại 7 nhân 10 thì bên mình cũng có. Cầu các đăng này thì có tỷ số truyền là 13/37. Nó ngang với tỷ lệ nhông xích xe máy. Các bạn mua về làm cái mục đích gì thì tùy. Cái gối cầu này thì sau khi hàn khung lên thì các bạn mới hàn gối vào. Và các bạn lưu ý là phải hàn gối, nếu không hàn gối là nó sẽ bẻ trục. Đối với các bạn tải hàng nặng thì cái gối càng đưa sát ra cái phần bánh xe càng tốt. Video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn xem video thì nhớ nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng lên.